Diễm Quỳnh xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Diễm Quỳnh xin kính chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông và may mắn. Thưa quý vị và các bạn, một trong những con giáp may mắn trong tháng này phải kể đến, đó chính là tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Do được cục diện nhị hợp với nguyệt lệnh, cho nên trong tháng này tuổi 1985 Ất Sửu là một trong những con giáp may mắn nhất phải kể đến. Phần luận giải tử vi cho tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 trong tháng 12 này được xây dựng và tư vấn bởi thầy Gia Cát cùng với các chuyên gia hàng đầu trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Và bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết để nắm bắt nha. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 trong tháng 12 âm lịch năm 2021. Người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, mệnh hải trung kim, tính cách sôi nổi nhiệt tình, cuộc sống của họ cũng luôn bận rộn với nhiều màu sắc. Họ có nhân duyên vô cùng tốt, được rất nhiều người quý mến và giúp đỡ tận tình. Thời trẻ, họ may mắn được sống cảnh sung túc, tuổi trung niên mọi thứ đều ổn định, từ sự nghiệp tới gia đình đều không có gì phải lo lắng nhiều. Người này có tuổi già an nhàn hưởng phúc được lộc trời ban. Trong vận mệnh của người tuổi Ất Sửu, có thể có một đôi lần gặp phải tai nạn bất ngờ ngoài ý muốn, song thương tật đều không quá nghiêm trọng. Khi tiếp xúc với người khác giới, nên đặc biệt cẩn trọng. Nam giới nên tránh kết thân với phụ nữ đã có gia đình, và nữ giới thì cũng không nên bầu bạn với đàn ông đã có vợ để không vướng phải nguy cơ trở thành người thứ ba. Vào tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu năm 2021, tuổi Ất Sửu sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này, sự nghiệp của Ất Sửu sẽ tương đối ổn định, các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của bạn. Vì vậy, tháng này sự nghiệp sẽ tăng dần lên đều đặn. Ất âm mộc gặp tân âm kim nên gọi là thiên tài, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Ất Sửu sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc sự nghiệp có tiến triển tốt hơn. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần phải chú ý cẩn thận, sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Nếu không cẩn thận, có thể dẫn đến chia tay, các vấn đề nên ngồi lại chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tử vi tháng 12 âm lịch của tuổi Ất Sửu cho thấy, chừng sự nghiệp vẫn chưa có sự khởi sắc hay đi lên. Có thể bạn sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. Bạn nên tập trung vào các công việc nhỏ nhưng chất lượng, không nên tham lam, ôm đồm nhiều việc. Tuy vậy, nếu gia chủ tuổi Ất Sửu không muốn bao nhiêu công sức của mình phấn đấu đều bị đổ sông đổ bể thì cần phải tự chấn chỉnh lại bản thân mình. Đừng để bản thân cứ mãi trượt dài trong sai lầm mà không lấy lại được phong độ ban đầu. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ Ất Sửu hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó thì tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ tuổi Ất Sửu để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Trong tháng này cũng có nhiều chuyện phát sinh khiến cho bản mệnh bắt buộc phải chi tiền. Tuổi Ất Sửu nếu không biết cân đo, đong đếm, tiết kiệm, đề phòng thì những khi cấp bách, tiền vào túi rồi lại ra đi, có kiếm được nhiều hơn cũng dễ dàng cháy túi. Nên biết phòng trừ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra, đừng chủ quan mà đến lúc trở tay không kịp. Sông có khúc, người có lúc, không ai biết ngày mai có biến cố gì đến với mình. Con giáp này cần phải lập lại kế hoạch tài chính cho mình, giảm bớt những chi phí không đáng có, cần phải nhìn xa trông rộng, đừng dễ dàng thỏa mãn bản thân mình, về sau phải hối hận. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Người tuổi Ất Sửu may mắn không gặp phải các bệnh nguy hiểm, tuy nhiên do phải suy nghĩ quá nhiều mà tinh thần mệt mỏi, dễ bị đau đầu, mất tập trung. Tử vi tháng này cho rằng tháng 12 âm lịch có thể sẽ có một số việc ngoài ý muốn có thể xảy ra nếu người tuổi Ất Sửu không cẩn thận. Đây chính là điềm báo tai nạn bất ngờ. Khi làm việc, bạn không được làm việc quá sức khiến cho khả năng tập trung bị giảm sút, dễ bị sai giấy tờ. Hơn nữa, khi xuất hành đi xa cũng cần phải cẩn trọng, nếu có thể thì hãy để cho người khác cầm lái.
Để tinh thần ổn định hơn, bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi. Không những thế, bạn cũng nên nghiêm túc xem lại và điều chỉnh chế độ ăn uống tập luyện. Các gia chủ Ất Sửu sinh năm 1985 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Theo tử vi, năm 2021, tháng 12 âm lịch này, chuyện tình cảm của những người tuổi Ất Sửu bình thường không khởi sắc nhưng cũng không quá ảm đạm. Bạn vốn là người có tính cách mạnh mẽ và sống đơn thuần. Bạn là kiểu người thích hành động hơn lời nói và thường làm những gì mình cho là đúng. Trong tình yêu, bạn là kiểu người hơi bất cần và liều nên khiến cho đối phương phải tò mò tìm hiểu về bạn. Bản mệnh đang dồn quá nhiều thời gian và tâm sức cho công việc. Dù bạn có muốn quan tâm đến gia đình thì có khi cũng lực bất tòng tâm. Quá mệt mỏi và áp lực khiến cho tuổi Ất Sửu dễ mất kiên nhẫn nổi nóng với người thân của mình. Bạn nên dành nhiều thời gian hơn để tâm sự, chia sẻ tâm tình vợ chồng để giải quyết các mâu thuẫn, những hiểu lầm đáng tiếc giữa hai người. Là bậc làm cha, làm mẹ, hãy là những tấm gương tốt để con cái noi theo. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2021, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Tháng 12 Tân Sửu có nạp âm là Bích Thượng Thổ, tháng Sửu, Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu Thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn và Tuyệt Mùi. Đối với người tuổi Ất Sửu trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 4 tháng 12 năm 2021, tức ngày 6 tháng 1 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Kỷ Mùi, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch ngày 16 tháng 12 năm 2021, tức ngày 18 tháng 1 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Tân Mùi, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Ngày âm lịch ngày 28 tháng 12 năm 2021, tức ngày 30 tháng 1 năm 2022. Dương lịch có nạp giáp là Quý Mùi, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ Ất Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý nhiều tới sức khỏe, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt lành đối với người tuổi Ất Sửu trong tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu năm 2021. Ngày âm lịch ngày 9 tháng 12 năm 2021, tức ngày 11 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Sửu, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 21 tháng 12 năm 2021, tức ngày 23 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tý, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây chính là 2 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phải phù hợp với tuổi của các gia chủ trong những công việc cụ thể như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm nay, các gia chủ tuổi Ất Sửu phạm thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vô hỷ, ắt hữu họa. Ý chỉ thái tuế đáo đến hướng, những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Ất Sửu sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế đặt trong ví hoặc luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho tuổi Ất Sửu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công.
mỗi năm vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào trong cuộc sống vốn đầy rẫy chông gai này. Qua phần luận giải này của Phong Thủy Gia Cát thì quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng 12 âm lịch và từ đó sẽ có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã khép lại. Diễm Quỳnh xin cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào và hẹn gặp lại!